security see. Xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Video tiếp theo mình xin làm ra một thử thách đó, thử thách nhịn cười. Và hiện giờ thì trong team mình chưa ai đến hết, có một mình quay trước. Và trong thời gian đợi team mình sẽ làm cái hình phạt để các bạn xem nhé. Thì mình đang pha chế đồ nước mắm. Biến thôi, không nhiều hết trơn. Sau đó là tiểu quý đi, tại nhà không có chanh. À, sau đó là tới nước hương trà, bỏ trà vô đây. Ôi, nước tương chai gì nhiều quá vậy? Không chắc chắn quá. Rồi, nước thứ hai. Là nước nha. Giờ mình sẽ chọn tất cả là các loại nha. Bột ngọt. Muối. Còn đường nữa. Để lấy. Đó, nước từ lưng rồi. Chắc con sẽ không giận lắm. Rồi, bây giờ bưng ba ly mình lên. Đặt. Và những hình phạt đó đã làm xong tất cả hết rồi. Và bây giờ phải đợi các bạn ấy vào và chơi thôi. Xin chào các bạn và thử thách nhịn cười bắt đầu. Và cái clip thứ hai sẽ bắt đầu.
race, like the break of the let it go. Go. You're so stupid. Don't write on that. Hello, darkness, my old friend. I only call you when it's half past, but the only time that. Bạn trường rồi, khỏi cuộc chơi và tiếp tục trận đấu. Nolan! Nolan! Let me get back to you so much. Ready? I'm gonna show y'all how to do some pull-ups. I am from Japan, and I will chop this chin without looking at three. 1, 2, 3. Poop my pants. Go away. Go away. Let you. Good job. Ready, go. Oh.
The Fitness Gram Pacer Test is a multi... Sau đây là tổng kết trò chơi. Người thua sẽ được bóc 3 phiếu. Và sự hình phạt bắt đầu. Và 3 phiếu này là 3 hình phạt khác nhau. Có những loại thức uống mà các bạn chưa từng uống trên thế giới. Bây giờ các bạn sẽ được chứng kiến. Đó là hình phạt nước tương trà. Đây là ly nước tương trà được pha chế từ lúc nãy. Uống nào. À, cảm giác tê. Và tiếp theo là hình phạt của bạn Vinh Tubin. Đó là nước mắm chanh. Tuyệt vời. Là nước uống. Yeah. Bạn nhìn có cảm thấy cái mùi nó đặc trưng. Sao mắm. Bạn ấy có hai cái sờ hiện tại các bạn đã biết là ớt và mắm. Khó uống cực kỳ luôn. Let's go. Cuối cùng cái nữa mới chịu. Cuối cùng là có sao không vậy? Nước pha chế tổng hợp. À, giới thiệu đây là cái nước mà mình hồi nãy mình bỏ nhiều tới nhất luôn. Rồi cảm giác hoang mang như thế nào đây? Let's go. Muối đường không? Muối đường ngọt. Không sợ. Tê bãi. Tê bãi. Cái mùi bạn có thể cảm giác được cái mùi đó không? Lần đầu tiên mọi người được uống những cái loại nước mà chưa từng ai uống. Đau quá bạn. Bạn cái miệng tao không hiểu. Cái miệng tao hú quắc mà đúng không? Không thể như thế nào hiểu nổi. Tất cả các mùi đều trộn lại với nhau á. Giờ đầu. Và cuối cùng là xong rồi. Và tới người chiến thắng có thể bóc được chúng được một quy hiệu, đó là quy hiệu ngầu. Và hình phạt ấy. Và cái thứ hai á là có thể bóc chúng được một chén ớt và ăn tại đây. Còn thứ ba là không có gì. Ok. Mời bạn bóc. À, bắt đầu. Sơ phẩm của người Hàn Quốc. Sơ phẩm của người Hàn Quốc sẽ đi về đâu? Phan mở ra. Bây giờ để mở cái phiếu đó ra thì mình coi có cái gì trong đây. Quy hiệu thì bạn sẽ không có. Phan rồi. Ăn đó là con mũi. À, ăn cột. Ăn ớt. Ăn ớt. Sao có thể xin dưới lấy được một chai ớt được không ạ? Rồi đợi chúng tôi một chút xíu. Ớt nhỏ nha, bự quá nằm viện. Ớt các bạn ạ. Rồi đợt lấy chưa, anh ấy cũng vừa ăn ớt. Oh yeah. Wow, ba. Cảm giác của người thắng cuộc khi được đeo cái nguy hiểm này vào mọi khi ăn đó. Đây, con dao rồi. Rồi, đeo đeo lên cho nó ngầu quá, đẹp đẹp. Đeo lên cho mày ngầu khi mày ăn chế á. Đây là một khăn đen ăn ớt khi ăn cuộc.
đéo hiểu. Ăn đi chứ. Có nên có chịu à. Anh đi nhỏ mà mình thua, mình có mình thua là mình chịu. Anh đi nhỏ clip trước vừa ăn ớt lấy nè, ăn ớt được. Bật đó là tên. Rồi, video một ngày thật là vui vẻ, và đừng quên like và share để mọi người cùng biết cái kênh này. Nhưng cái quan trọng nhất là subscribe để mọi người trong team mình có động lực để phát triển cái kênh này thêm và ra nhiều clip hay nữa. Bye bye các bạn. Bye.